Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 26 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Anh Quốc ra luật cấm cửa Huawei. Anh Quốc vào hôm 24 tháng 11 đã đề xuất một dự luật an ninh mới, theo đó các hãng viễn thông khổng lồ của nước này sẽ bị phạt rất nặng nếu không tuân thủ quy định đảm bảo an ninh nghiêm ngặt. Dự luật an ninh viễn thông mới này hướng tới việc cấm cửa việc để hãng Huawei của Trung Quốc tham gia vào mạng viễn thông 5G của Anh Quốc. Đây là một bước đi nhằm chính thức luật hóa việc cấm Huawei sau nhiều tháng tranh cãi tại Anh Quốc về việc Huawei đe dọa an ninh nội địa khi tập đoàn viễn thông này được cho là mối quan hệ mật thiết với chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là hình ảnh chụp màn hình thông tin về dự luật an ninh viễn thông trên trang web của chính phủ Anh vào ngày 24 tháng 11 năm 2020. Các nỗ lực nhằm cấm Huawei tham gia vào dự án 5G đã được đưa ra kể từ hơn một năm nay. Nhưng dự luật này là bước đi đầu tiên trong việc đưa ra những lệnh cấm có thành luật, nêu quy định chi tiết chính xác về cách thức áp dụng lệnh cấm nếu được Quốc hội thông qua. Dự luật này cũng quy định rằng công ty nào đến hạn chót mà không đáp ứng được các yêu cầu về an ninh cao hơn cũng có thể phải đối diện với những khoản phạt khổng lồ, gồm có việc phạt tới 10% doanh thu, tức là hơn 100.000 bảng Anh mỗi ngày. Dự luật trao cho chính phủ các quyền đối với an ninh quốc gia. Theo đó, chính phủ được ra chỉ dẫn cho các công ty viễn thông lớn, chẳng hạn như công ty BT, trong việc được sử dụng các nhà cung cấp có độ rủi ro cao, trong đó có Huawei như thế nào. Dự luật cũng đưa ra một biện pháp mới, theo đó quy định bất kỳ công ty nào nếu không đáp ứng được các yêu cầu sẽ phải đối diện với những khoản phạt nặng. Tuy nhiên, khoản phạt 100.000 bảng Anh mỗi ngày này sẽ chỉ được áp dụng trong trường hợp tiếp tục vi phạm. Ofcom, cơ quan quản lý viễn thông của Anh, sẽ được trao nhiệm vụ theo dõi, giám sát và thực thi các quy định, bên cạnh những quyền mới mà cơ quan này có thể cần để thực hiện việc giám sát. Dự luật này được chính giới Anh rất kỳ vọng trong nỗ lực xây dựng để một chế độ an ninh viễn thông an toàn nhất cho nước Anh. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Kỹ thuật số Oliver. Bộ trưởng Kỹ thuật số Oliver của Anh đã nói, chúng ta đang đầu tư hàng tỷ bảng vào việc triển khai mạng 5G và dịch vụ băng thông rộng với tốc độ cao trên toàn quốc. Nhưng các lợi ích này chỉ có thể đạt được nếu như chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào mức độ an ninh và độ bền của mạng lưới của mình. Dự luật đột phá này sẽ đem đến cho Anh Quốc một trong những chế độ an ninh viễn thông nghiêm ngặt nhất trên thế giới và cho phép chúng ta có hành động cần thiết để bảo vệ các mạng lưới của mình. Bộ Kỹ thuật số và Văn hóa, Truyền thông và Thể thao nói rằng các nghĩa vụ về an ninh nhiều khả năng sẽ bao gồm cả những việc như ra quy định ai có quyền tiếp cận tới các phần nhạy cảm của hệ thống cốt lõi. Việc kiểm toán an ninh được thực hiện ra sao và việc bảo vệ dữ liệu khách hàng cũng sẽ được tiến hành như thế nào. Giám đốc kỹ thuật của Trung tâm An ninh mạng lưới quốc gia, tiến sĩ Lê Vy đã nói rằng các mạng lưới quốc gia và các nhà điều hành mạng của chúng ta cần phải biết là họ đang được trông đợi những gì. Ông nói thêm, chúng tôi cam kết nâng cao tiêu chuẩn và dự luật này đưa ra những yêu cầu an ninh viễn thông mới sẽ giúp cho các nhà mạng tạo ra những quyết định quản lý rủi ro tốt hơn. Và trước sự kiện này, Huawei đã bác bỏ những quan ngại liên quan đến hoạt động của hãng Trung Quốc này. Đây là hình ảnh Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị NATO tại Anh Quốc vào ngày 4 tháng 12 năm 2019. Phó Chủ tịch Huawei Victoria Tsang đã nói như sau. Quyết định này mang động cơ chính trị, không dựa trên việc đánh giá thẩm định công bằng đối với các rủi ro. Nó không phục vụ cho lợi ích tốt nhất của bất kỳ ai, bởi nó sẽ khiến cho Anh Quốc đi vào làn đường chậm và gây rủi ro cho chương trình đồng đều hóa kỹ thuật số trên toàn quốc của nước này. Anh Quốc được cho là ngày càng nghiêng về phía Mỹ trong nỗ lực ngăn chặn Huawei của Trung Quốc. Ban đầu, Anh Quốc quyết định rằng thiết bị của Huawei cần phải bị gỡ bỏ khỏi các phần nhạy cảm của mạng lưới cốt lõi và chỉ được chiếm tối đa 35% trong các hệ thống không cốt lõi. Hạn chốt cho việc đáp ứng các yêu cầu này ban đầu được đưa ra vào năm 2023. Tuy nhiên, dưới áp lực từ phía Hoa Kỳ, Anh đã điều chỉnh để ra lệnh gỡ bỏ hết các thiết bị của Huawei khỏi toàn bộ mạng lưới 5G của Anh chậm nhất là vào năm 2027. Anh đi đến quyết định này sau khi các lệnh trừng phạt mà Washington đưa ra vào tháng 5 vừa qua đối với các việc tuyên bố hãng này tạo ra mối đe dọa an ninh quốc gia. Theo đó, Hoa Kỳ đã đưa ra các biện pháp trừng phạt mới để gây cản trở khả năng của Huawei trong việc sản xuất chip của riêng họ. Và điều này khiến giới chức an ninh Anh kết luận rằng
họ không còn có thể đảm bảo tính bảo mật cho các sản phẩm của mình nếu công ty phải bắt đầu tìm nguồn cung ứng chip từ bên thứ ba để sử dụng cho thiết bị của mình. Bộ trưởng Kỹ thuật số Oliver nói một đánh giá được thực hiện bởi Trung tâm An ninh Quốc gia của Trung tâm Thông tin Chính phủ là động lực cho những thay đổi trên. Tiến sĩ Inan Levy, giám đốc kỹ thuật của cơ quan này viết như sau. Huawei đã tuyên bố có kho dự trữ các bộ phận mà họ có thể sử dụng, nhưng điều này rõ ràng ảnh hưởng đến những gì Trung tâm An ninh mạng quốc gia có thể nói về sản phẩm của họ trong tương lai. Chúng tôi nghĩ rằng các sản phẩm của Huawei được điều chỉnh để đối phó với các biện pháp trừng phạt có thể sẽ gặp nhiều vấn đề về bảo mật và độ tin cậy hơn do các thách thức kỹ thuật lớn trước mắt, và chúng tôi sẽ khó tin tưởng vào việc sử dụng chúng trong khuôn khổ chiến lược giảm thiểu. Tuy nhiên, giới quan sát còn cho rằng quyết định vào hồi tháng 7 này của Anh Quốc còn nhằm phục vụ cho những toan tính chính trị khác, trong đó mong muốn của Anh đạt được thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ và gia tăng căng thẳng với Trung Quốc về việc xử lý đại dịch viêm phổi Vũ Hán và cách Bắc Kinh ứng xử với Hồng Kông. Và ngay lập tức sau lệnh cấm của Anh, cơn ác mộng của Huawei tại châu Âu đã chính thức bắt đầu. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị chào người đồng cấp ở Na Uy bằng một cú va chạm kiểu tay ở Oslo, Na Uy trong chuyến công du châu Âu vào cuối tháng 8. Tại Na Uy, tập đoàn viễn thông Tenenzo đã được công ty Ericsson của Thụy Điển cho mạng 5G của họ thay vì Huawei. Chính quyền của Hà Lan cũng kế hoạch cấm một số tập đoàn có vấn đề không được tham gia xây dựng các bộ phận quan trọng trong mạng lưới 5G của họ. Tại Pháp, dù không có lệnh cấm hoàn toàn đối với Huawei, nhưng một số quy định đã mặc nhiên loại bỏ Huawei. Và tình hình căng thẳng đến mức Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã phải thực hiện chuyến công du tại 5 nước châu Âu là Ý, Na Uy, Hà Lan, Pháp và Đức vào hồi cuối tháng 8 với trọng tâm là hồ sơ Huawei trước nguy cơ bị các hợp đồng xây dựng mạng 5G mà tập đoàn viễn thông lớn nhất Trung Quốc đang dần dần bị gạt ra ở lục địa này. Nhưng dường như chuyến đi của nhà lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc đã không mang lại thành công như mong đợi. Đức, quốc gia châu Âu được cho là có mối quan hệ hữu hảo với Trung Quốc, cũng chuẩn bị loại Huawei ra khỏi hệ thống 5G của nước này. Và truyền thông quốc tế vào hồi đầu tháng 10 cũng đã loan tin thời gian tới đây, chính phủ Đức sẽ thông qua một đạo luật về an ninh tin học, quy định một rào cản khó có thể vượt qua đối với Huawei Trung Quốc. Theo các nghị sĩ Đức, dự luật về an ninh trong lĩnh vực công nghệ thông tin mà nội các của Thủ tướng Angela Merkel dự định đưa ra sẽ không hoàn toàn cấm cửa Huawei, nhưng sẽ tạo ra những trở ngại hành chính không thể vượt qua đối với công ty Trung Quốc này. Động thái này của chính phủ Đức cũng sẽ là một đòn giáng mạnh và tham vọng quốc tế của tập đoàn Trung Quốc. Giống như Vương quốc Anh, Đức là một trong những thị trường quan trọng của Huawei để mở rộng ra bên ngoài lãnh thổ Hoa Lục. Và các hợp đồng với các đại công ty Đức như Vodafone hoặc Deutsche Telekom đã giúp Huawei trở thành nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới. Dự luật mới về công nghệ thông tin của Đức dự trù một quy trình phê duyệt hai giai đoạn đối với thiết bị viễn thông, bao gồm việc kiểm tra kỹ thuật của các thành phần riêng lẻ, kết hợp với việc đánh giá chính trị về độ tin cậy của nhà sản xuất. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Đức Heiko Maas và đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị họp báo tại Berlin vào ngày 1 tháng 9 năm 2020. Ông Nils Schmidt, phát ngôn viên về đối ngoại của Đảng Dân Chủ Xã hội Đức SPD, một đối tác trong chính phủ liên hiệp của bà Thủ tướng Angela Merkel cho biết, Nghị viện Đức cũng đòi hỏi các phương tiện pháp lý để có thể loại trừ các nhà cung cấp không đáng tin cậy như Huawei ra khỏi quá trình xây dựng hệ thống 5G, và luật mới này có thể cho phép điều đó. Đảng SPD là một đảng đã chủ trương một cách tiếp cận cứng rắn với Huawei. Dự luật vẫn chưa được hoàn thiện và vẫn có thể có những thay đổi về mặt kỹ thuật, nhưng rõ ràng sẽ khiến Huawei gần như không thể tham gia được vào chương trình 5G của Đức. Một nghị sĩ đã tham gia vào các cuộc thảo luận về dự luật mới không ngần ngại nêu ra câu hỏi, làm thế nào Huawei, một công ty có liên hệ khả nghi với nhà nước Trung Quốc, có thể vượt qua bài kiểm tra về độ tin cậy chính trị? Theo nhân vật này thì điều đó là không thể. Và dự luật cũng dự kiến một vai trò quan trọng đối với tình báo của Đức vốn đã từ lâu rất hoài nghi về Huawei. Thorsten Frey, một nghị sĩ thuộc đảng CDU của bà Merkel cho biết, theo hình thức hiện tại, dự luật dự kiến rằng khi có nghi ngờ về độ tin cậy của một công ty thì chính phủ có thể điều tra bằng cách sử dụng thông tin do các cơ quan tình báo cung cấp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Năm ngày 26 tháng 11 năm 2020 với bản tin Anh Quốc ra luật cấm cửa Huawei. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết
và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.